Chào anh chị em nha, em tên là Sinh, em thì chuyên như lưu đồng hồ của Nhật nha anh chị em. Hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ của dòng Smartwatch của Daitun, là con này là hàng mới chưa dùng nha. Thì con này là thuộc dòng là cao cấp của đồng hồ treo tường của Daitun. Nó thì tiếp theo thì em xin mở cái hộp nó ra ha. Thì con này là hàng mới là chưa dùng, còn nguyên thùng luôn, sách hướng dẫn sử dụng lưu hành ha. Cái này do lúc vận chuyển hay là gì bên Nhật nó dán cái tem tùm lum nó ra. Đó. Tem chống hàng bể dở rồi. À, anh gì nữa không? Này. Đó, thì anh thích con này là hàng mới chưa dùng ha, còn sách hướng dẫn sử dụng này là nữa. Chỉ mua hàng sách hướng dẫn sử dụng mà còn viên pin luôn nha anh chị em. Đó, thì con này hàng mới chưa dùng. Thì anh chị em là nói chung là xài hàng mới thì thích nhất là cái cảm giác là mở cái hộp nó ra ha. Nghe cái mùi của nó cũng rất là đặc trưng nha, vì nó phát phát thì rất là đẹp. Anh chị em thấy không, con này ha, cái màu nó rất là độc lạ nha, nó thuộc dòng cao cấp nè. Đó. Thì con này chút xíu em sẽ giới thiệu chi tiết của anh chị em tham khảo. Đấy, con này rất là nặng nha anh chị em. Đó. Xin lỗi là em mở cái pin nó ra luôn. Thì con này là sử dụng là hai pin đại nha anh chị em. Cái này lấy pin của em nữa, em không dùng cái pin trong máy. Đó. Thì lúc nào cũng vậy, pin trong máy em cứ để pin trong máy, em cũng không có kiểm tra hay là sử dụng làm gì hết. Có sao thì em để vậy nha. Đó. Tùy theo con nha anh chị em. Đó. Thì anh chị em mua thì cũng đã biết, cũng đã hiểu của em, cái ý của em là tùy theo con, hình thức là trụ bảo quản như thế nào thì em để vậy vẫn vậy. Có con còn pin, có con hết pin nha. Đó. Đây thì sau khi treo lên thì hình thức nó như thế này nha anh chị em. Đó, con này rất là đẹp, cái màu rất là độc lạ luôn. Nó thì thuộc dòng cao cấp, con này là giá xuất xưởng là 33.000 nha anh chị em. Đó, xin đến thông tin anh chị em tham khảo gì đó. Thì tiếp theo xin giới thiệu cái thước là ngang là 38, cao là 45 nha. Con này là hình bầu dục, nó mặt là mặt kính quá ha. Mặt kính là có in những cái chi tiết nữa ha, kính in thẳng cái hoa văn lên trên cái nền kính luôn nha. Nó kiểu như là cái bông tuyết trắng rất là đẹp nha. Cái nền là màu xanh, nó xanh kiểu như xanh lam, xanh xi măng á, xanh của chiếc lít xanh xi măng vậy đó nha. Đó. Đó, anh nhìn thấy không, rất là đẹp nha. Con này rất là sang, phải nói rất là sang. Đó, cái màu rất là lạ, những cái chi tiết là những cái đốm đốm bông trắng nha, tuyết tuyết trắng rất là đẹp nha. Đây đó, mình nhìn thấy không. Đó, thì đây nó thì bên hông đó ha, không là cái nhựa là màu trắng, cái viền màu trắng. Còn cái kính là cái kính em xin nhắc lại là nó là in thẳng cái hoa văn lên mặt kính luôn nha anh em. Ngoài nó có những cái viền tráng gương ha, bên trong nó có nhìn là màu xanh xi măng, có những cái bông tuyết trắng rất đẹp nha, rất là lạ mắt. Đó. Thì tiếp theo thì bên trong đó, bên trong mặt đồng hồ đó ha, đây nó cũng có những cái bông tuyết này nữa ha. Cái màu là màu bạc bạc. Đó. Thì con này là đặc biệt, nó là có cái màu nó rất là lạ là đây nè, kiểu như là cái màu titan nha anh chị em. Rất là cao cấp nha, thấy không? Em thấy cái màu nó sẽ phản chiếu theo cái góc nhìn ha, nên nhìn vậy thì nó không có màu gì vậy nè, thấy không? Cái màu nó hơi chìm ha, nhưng mà nhìn theo cái góc nhìn nó, anh em thấy không? Đó, đó. Thay đổi góc nhìn nó sẽ chiếu rất là đẹp nha. Đó, thì con này nhìn từ xa thì do nhiều góc độ anh em treo trên tường á, nhìn lên nó rất là sang. Đó, anh em thấy không? Màu rất là lạ, thấy không? Cái màu như cái màu titan vậy đó, bảy màu luôn, rất là đẹp nha. Rất là sang. Đó. Cái công nghệ sơn kiểu như là titan nhìn rất là đẹp nha. Màu sơn rất là độc đáo nha anh chị em. Nó thì con này thuộc dòng cao cấp. Đó. Anh chị em thấy không? Cái màu sẽ thay đổi theo góc nhìn, nó rất là độc đáo nha. Đó. Thì tiếp theo thì xin giới thiệu là những cái đồng hồ này là nó con quay nó sử dụng là Wallet Warranty nha. Wallet Warranty luôn. Này. Đó. Thì đây có cái góc ở đây ha, đây nó có bốn cái viên pha lê đây nữa nè, ba cái viên pha lê ở ba cái góc này ha. Đó, nhìn thấy không,
ở bên trên nó con quay nó cũng có sử dụng những cái viên pha lê và kia luôn nha. Con này rất là nhiều pha lê đó, hai bên luôn nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy không, nó rất là cao cấp giá trị nha. À, phía dưới nó có những cái bốn này lẻ 4 hay 6 nha. Lúc nữa em sẽ test cái âm thanh cho anh chị nghe thử. Thì bên hông ở đây nó có những cái nút là tăng giảm âm lượng nè, chọn cái lớp nhạc ABC nè, tắt chế độ giờ giờ bằng kênh tự động nè, tắt nhạc chuông nè ha, có đầy đủ hết đó, cũng rất là tiện nha anh chị em, nằm bên hông rất là tiện đó, anh chị em thấy không, nhìn từ xa rất đẹp nha đó. Đó, phải nói con này rất đẹp nè, em sẽ đổi nhìn nó sẽ chiếu nè, thấy không đó, màu rất là đẹp độc nha đó. Thì tiếp theo thì em xin test cái âm thanh nghe dữ. Con này âm thanh rất là to nha anh chị em, trong nghe rất là sang tai. Phải nói con này rất là đẹp về giá trị nha anh chị em, rất là đáng sưu tầm, rất là sang luôn, treo lên cái ngôi nhà mình sẽ làm cho ngôi nhà mình thêm sang trọng nha. Cái mặt nó sẽ xây nha, lúc đó là có 4 cái chi tiết luôn, có 3 cái chi tiết cơ trên nó quay, cộng với chi tiết con quay ở dưới nó luôn, lúc nào cũng quay nha. Rất là đẹp, con này rất là đẹp. Nó sẽ dạo bằng nhạc để trở về vị trí cũ nha anh chị em. Đó thì con này đó là đâu 4, trên đây là 2 là 4, 8 cái bóng đèn led nha anh chị em, không phải là 6 nha. Lúc nãy nó 6, này là 8. Đó, thì em xin test lại âm thanh nó lúc này sẽ quay ngược lên nè. Nó sẽ cái bản nhạc dạo nó sẽ giống nhau, tức là dạo đầu và dạo đuôi. Dạo cuối nó sẽ giống nhau nha. Và bản giữa nó sẽ thay đổi cái bản nhạc theo cái 3 cái lớp nhạc ABC. Đó, thì đây là cái lớp nhạc Noel nha. Rất là sang nha anh chị em, con này phải nói rất là đẹp nè. Đó thì em xin giới thiệu lại con này là kích thước là ngang 38, cao là 45 ha. Hình thức là hàng mới chưa dùng, còn nguyên thùng sách hướng dẫn luôn ha. Giá giới xưởng là 33.000 thôi, dòng cao cấp. Cao cấp là bởi vì cái nước sơn nó, cái màu sơn nó in cái hoa văn màu xanh xi măng ha. Bên trong nó có cái màu sơn rất là độc ha. Đó, kiểu như màu sơn titan nó sẽ thay đổi theo cái sắc màu rất là đẹp. Đó, rồi pha lê và cái trang trí cả 3-4 cái con quay luôn. Đó, con này rất là cao cấp nha. Xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ của Raytheon để anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn, xin chào anh chị em.